Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách tạo tài khoản Gmail trên điện thoại. Rất là đơn giản. Thứ nhất, thầy nói về cái Gmail thì nó có cái tác dụng là rất là phổ biến và hữu ích cho việc chúng ta gửi thư cũng như là nhận thư trên điện tử. Gmail nó như một công cụ mà chúng ta truyền gửi thư cho nhau, các thông tin cho nhau. Thì cách tạo Gmail thì các em sẽ thực hiện các bước như sau. Thứ nhất là thầy nói về cái lợi ích, tức là sử dụng được nhiều tài khoản Gmail trên cùng một thiết bị điện thoại hoặc là trên máy tính cá nhân của các em. Nếu trên điện thoại các em mà sử dụng phần mềm Android thì các em sẽ tải cái ứng dụng Gmail đó trên CH Play. Còn nếu như điện thoại các em sử dụng phần mềm iOS, các em sẽ tải trên App Store. Đây, Android thì Gmail, tạo Gmail, tải những Gmail này cho Android. Đấy, còn trên iOS thì các em sẽ tải Gmail cho iOS. Khi các em vào CH Play hoặc App Store, các em tìm đánh từ Gmail vào thì các em sẽ thấy những biểu tượng như này. Thì lúc đó các em sẽ ấn vào cài đặt. Đó. Thì lúc đó thì máy điện thoại của các em tự tải cái phần mềm Gmail này, và khi tải được về hoàn tất thì máy nó sẽ tự cài đặt. Tự cài đặt cái ứng dụng Gmail đó cho các em. Trong thời gian chờ thì các em có thể chờ nó, thời gian do cái đường truyền của mạng có thể nhanh chậm. Thì khi chúng ta tải được về và máy tự cài đặt hoàn tất và các em mở lại màn hình điện thoại thì các em sẽ thấy có cái ứng dụng Gmail này. Đây. Có cái phần ứng dụng Gmail như này. Thì lúc đó các em bắt đầu bước vào phần tạo tài khoản. Bước vào phần đăng ký tài khoản Gmail. Khi mở lên từ cái ứng dụng Gmail này, các em sẽ thấy có tạo tài khoản. Thì lúc đó các em ấn vào tạo tài khoản. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta có Gmail rồi thì các em ấn Gmail ở đây thì các em mở cái Gmail của mình. Còn bây giờ là chúng ta mới tạo tài khoản, các em ấn vào tạo tài khoản đây. Ấn vào tạo tài khoản. Sau đó là bước tiếp theo là các em sẽ điền đầy đủ các thông tin cá nhân như họ và tên, ngày tháng năm sinh, mật khẩu. Đây, các em nhìn trên hình này. Nhất là tạo tài khoản, họ và đệm, và đó ghi tên của mình. Bước thứ hai là điền các cái thông tin cơ bản như ngày, tháng, năm sinh và giới tính. Nữ thì các em để nữ và nam, các em chọn nam. Và bước thứ ba là các em tự chọn cho mình một cái tên đăng nhập Gmail của mình. Ví dụ như đây, trong mẫu này các em quan sát mẫu này. Ví dụ như bạn nào tên là Hoa thì các em có thể dùng tên của mình như Hoa123a@gmail.com hay là Nam123a@gmail.com. Đó, bước thứ ba. Đến bước thứ tư, các em tạo mật khẩu. Tạo mật khẩu. Làm sao mà khi tạo mật khẩu thì chúng ta tạo mật khẩu cho nó dễ nhớ. Mật khẩu làm sao cho chúng ta không quên được, và để không quên được cái này các em nên ghi cái địa chỉ Gmail cũng như cái mật khẩu này vào một quyển sổ nhỏ để chúng ta sử dụng được lâu dài, vì khi chúng ta tạo Gmail một lần như này thì các em dùng được mãi mãi, bởi vì cái Gmail này nó có rất hữu ích cho chúng ta trong học tập cũng như là truyền gửi thông tin cho người khác. Khi tạo xong thì các em tạo một cái bước nữa cũng rất là quan trọng, đó là các em tạo một cái địa chỉ Gmail để chúng ta sau này khôi phục cái Gmail của mình. Trong trường hợp mà chúng ta mất địa chỉ Gmail, mình muốn khôi phục lại thì mình sẽ phải tạo thêm một cái bước thứ ba, đó là điền số điện thoại bảo mật và địa chỉ Gmail để khôi phục bảo mật.
Thì các em sẽ dùng cái số điện thoại của bố hoặc mẹ các em điền vào đây, cho số điện thoại vào đây. Đấy. Hoặc là sau đó các em dùng cái địa chỉ Gmail. Cái này thì các em cho Gmail vào đây và không cho vào đây cũng được, không sao cả. Và các em sẽ ấn bước tiếp theo. Đấy, ấn bước tiếp theo. Và chúng ta chờ bên ứng dụng nó sẽ gửi cho chúng ta cái mã xác minh về cái điện thoại mà cái số chúng ta vừa mới nhập vào ở trên đấy. Chúng ta chờ khi mà thấy có cái số người ta gửi vào đây, những cái số xác minh này, có 6 số này, 6 số này, thì các em sẽ điền 6 cái số đó vào đây và các em ấn vào nút xác minh. Đó. Ấn vào nút xác minh, vậy là các em đã hoàn tất để tạo được một cái tài khoản Gmail. Và khi xong rồi thì các em quay lại và các em đăng nhập vào Gmail thử xem là đã được chưa. Và trên đây thì thầy vừa hướng dẫn các em cách tạo tài khoản Gmail. Mong các em là tạo được một tài khoản cho mình sử dụng về lâu về dài sau này.